Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 720, một chiếc xe đạp thương hiệu Gian. Phiên bản này là phiên bản mới năm 2021 và xe thì được sử dụng bộ chuyển động tua lây khung nhôm, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Toàn bộ phần khung thì các bác có thể nhìn thấy trên hình những cái mối hàn này, rất là đã có cái cách điệu đi, nó còn không, những cái mối nó không còn lộ rõ như trước mà nó đã làm nó khá là bé đi, nhìn nó tương đối là thẩm mỹ, rất là thẩm mỹ. Khung nhôm tông màu đen cực kỳ là đẹp, xe thì còn giữ được cái độ mới, nó cũng tương đối là tốt. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là xung khung có xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn nhìn về tổng thể thì tự các bác có thể đánh giá được ở trên hình là chiếc xe này còn giữ được cái độ đẹp nó rất là tốt. Thương hiệu Gian ATX năm 2021 sử dụng full bộ chuyển động tua lây mới, tua lây đời mới nhất. Để chuyển số đến gạt đĩa, tua lây size của xe là size S. Vành nguyên bản này, bộ inch là 26 inch, bánh là 26 inch. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60, 60, 61 đến 70, 71. Xe sử dụng 7 tầng lít và 3 tầng đĩa. Xe có 21 tốc độ khác nhau. Và em vừa giới thiệu nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 720 và được bán tại cửa hàng mức giá là 7.700.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Và các bác được bảo hành 1 năm khi mua xe tại cửa hàng. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.